về cái cuộc thi video liên quan đến thống kê năm 2020 hôm nay sẽ được công bố. À, xin mời kỹ thuật cho coi cái màn hình laptop rồi. Ờ à, Cục thống kê Hoa Kỳ coi như là hôm nay sẽ tổ chức một cuộc thi trực tuyến để công bố những thí sinh đã thắng cuộc thi video thống kê dân số năm 2020. Đây là sáng kiến mới của Cục thống kê Hoa Kỳ sẽ trao tổng cộng là 50.000 đô la cho 3 video dự thi ngắn, hấp dẫn, có tác động và có nhiều thông tin nhất, thể hiện tầm quan trọng của cuộc thống kê dân số năm 2020 đồng thời cũng khuyến khích người xem tự trả lời trực tuyến qua điện thoại hoặc thư từ tức là cái những cái video này nó sẽ khuyến khích chúng ta tham gia à, cuộc à, thống kê dân số năm nay chương trình này sẽ giới thiệu một trong số hơn 750 video dự thi với hơn 10 ngôn ngữ khác nhau và khuyến khích mọi người tham gia vào cái thống kê này qua các hình thức như video âm nhạc phỏng vấn tin tức à, hoạt họa và các hình thức khác nữa 3 video xuất sắc nhất sẽ được hội đồng giám khảo bầu chọn và được trình chiếu. À, giải nhất là 30.000 đô la, giải nhì 10.000 đô la và giải cho sinh viên học sinh là 10.000 đô la. Thời gian là từ ngày hôm nay 24 tháng 6 lúc 3 giờ chiều giờ miền Đông và tức là 3 giờ chiều giờ miền Đông có nghĩa là khoảng 12 giờ trưa nay ở tại uh, miền Nam California. Cục thống kê dân số phát sóng trực tiếp uh, cái sự kiện này qua trang web là censored gov Uh, newsroom sensor live, html uh, quý vị có thể uh, qua coi qua cái đó thì chúng tôi coi trong đây hơn 10 giám khảo thì có một người Việt Nam uh, có một uh, phụ nữ Việt Nam uh, trong đây rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau và nhiều chủng tộc khác nhau và họ sẽ làm cái công việc này làm ban giám khảo để mà uh, công bố cái cuộc vận động thống kê dân số năm 2020 và cũng xin nhắc lại quý vị là uh, thống kê dân số rất quan trọng cho chúng ta để nó trong 10 năm tới uh, chính phủ liên bang sẽ chia hàng trăm tỷ đô la mỗi năm cho các cộng đồng và nó dựa theo cái, cái con số dữ thống kê dân số này uh, chúng ta ở đâu bao nhiêu người và họ sẽ dựa theo đó để mà có thể có những khoản tiền liên quan đến uh, gia cư, trường học, uh, y tế, đường xá, vân vân, vân vân những cái mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống chúng ta hàng ngày thì. Uh, Cục thống kê dân số kêu gọi mọi người hãy tiếp tục tham gia cái cuộc thống kê này bằng nhiều cách ví dụ có thể trả lời trực tuyến là qua online hoặc là qua điện thoại tức là người ta gọi đến hoặc là qua thư từ thư từ ta gửi đến nhà mình là mình chỉ việc điền vô mình gửi đi mong tất cả chúng ta tham gia cái chương uh, trình này uh, càng nhiều càng tốt uh, chào anh Mai Phi Long vâng tôi không biết rằng là uh, anh nộp được cái đó, cái đó chưa uh, tôi uh, thì chưa nộp tại vì có thể uh, dân số nhà tôi nó tăng lên anh ấy sao ừ. mua covid mà tăng dân số là là chuyện được. bất ngờ không biết được bởi vì bất kỳ những ai mà tăng <laughs> tăng qua sinh 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 đẻ tăng qua vấn đề bạn bè vô ở người thân vô à, ở, vân à, vân à, ví dụ anh à, có thể sắp sửa là anh bảo lãnh một ai đó người sắp sửa sang Mỹ là ừ. cũng được tính vô luôn tất cả đều tính hết à, những ai mà còn chưa tắt thở là đều tính hết ừ. nhưng mà đặc biệt nha nếu mà anh có thêm thành viên mới trong gia đình anh mà năm nay thì anh là không được cái 500 mà tiền stimulus bữa à, nó, nó lại là lạ như vậy tức là anh phải phải sinh sản từ năm ngoái thì mới được cái năm nay thì anh lại không được à, tôi có gửi em có hai đứa con vừa rồi được có 500 con đứa đứa kia một tính à, nó lại khổ như thế Nhưng mà thống kê thì phải đếm hết yeah. thì trong cái chuyện thống kê năm nay cũng có chúng tôi kêu gọi quý vị chúng ta nên tham gia nếu mà chúng ta quý vị nào mà chưa có uh, làm việc này thì chúng ta nên mau chóng chúng ta làm À, dù sao cái chuyện cuối cùng vẫn là quan trọng nhất là người ta đếm được cái số người trong cái địa phương của mình thì từ đó mới có những cái, cái khoản tiền ngân sách nó mới đi về tới ngay địa phương của mình thì từ đó chúng ta mới có được gọi là hưởng sái trong đó à, có nhiều người không có quan coi trọng cái việc này nhưng mà thưa quý vị chúng ta nên nhắc nhở nhau làm việc làm việc đó nhưng mà năm nay thì đã có thêm những cái con số những uh, cả hơn trăm ngàn người bị chết rồi bây giờ những con số mà đếm như thế này nó còn có chính xác nữa hay không hay là người ta phải đi trừ lại nữa à người ta phải trừ lại chứ, à yeah, người ta sẽ phải trừ lại và cái cái quan trọng là đếm trước khi người nó chết hay là sau khi người nó chết yes. nếu sau khi người nó chết thì cái đếm nó không tính coi như không đếm còn nếu trước đó thì họ phải tính nha yeah.